chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm nay và tiến bộ chưa? Chào sứ hợp. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh ngành cần thực hiện nghiêm túc, chủ động hơn nữa quy hoạch báo chí. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự hội nghị thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh Bắc Trung Bộ và làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Quảng Trị. Bắt đầu từ năm 2020 sẽ xử lý mạnh tay, quyết liệt với lái xe sử dụng rượu bia, ma túy khi tham gia giao thông. Hội đồng xét xử tuyên án với 14 bị cáo trong vụ án tổng công ty viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG. Trong đó, bị cáo Nguyễn Bắc Son nhận mức án chung thân và bị cáo Trương Minh Tuấn 14 năm tù giam. Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố điều tra mở rộng bắt khám xét hai bị can trong vụ án xảy ra tại công ty Nhật Cường, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan. Trong phần tin thế giới, Bộ Quốc phòng Nga thông báo chính thức đưa những tên lửa siêu thanh Avengers đầu tiên vào trực chiến. Nguy cơ về một cuộc chiến ngay cửa ngõ châu Âu khi Thổ Nhĩ Kỳ thông báo nhận được yêu cầu hỗ trợ quân sự của chính phủ đoàn kết dân tộc được quốc tế công nhận của Libya. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị tổng kết công tác năm nay và triển khai nhiệm vụ năm tới của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đánh giá cao Bộ đã nói đi đôi với làm, nhất là trong lĩnh vực xây dựng chính phủ điện tử. Thủ tướng yêu cầu Bộ cần là nòng cốt tạo sự chuyển biến căn bản về chính phủ điện tử trong năm 2020. Trong đó, phải thúc đẩy kết nối vừa chia sẻ dữ liệu giữa các bộ ngành địa phương. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng. Một trong những điểm sáng của ngành năm qua là đã cấp phép thử nghiệm 5G cho các doanh nghiệp viễn thông di động. Trong đó Viettel đã thử nghiệm thành công công nghệ 5G tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Hả? À, cái bánh trước của mình là vẫn đèn xanh. Qua cầu bên kia vậy. Thank you.